trường hợp là cấp cứu chẳng hạn, hoặc chở em bé dưới 7 tuổi, vân vân. Rồi người đi xe mô tô 2 bánh, 3 bánh trên máy khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi sau: mang vác vật cồng kềnh, giống xe đạp không? Rồi, sử dụng ô dù khi đang đi, ha, bám đều xe khác, các phương tiện khác. Rồi, đứng trên yên, rồi đèo, giá đèo hoặc ngồi trên tay để lái xe, nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Rồi, và các hành vi gây rối trật tự an toàn khác. Rồi, đối với người đi xe ô tô thì sao các con? Đó là chúng ta phải ngồi trên xe ô tô, chúng ta phải thắt cái gì? À đúng rồi, thắt dây an toàn để bảo vệ gì? Tính mạng của mình, lỡ có cái những cái va chạm xảy ra. Vậy vậy, ngoài ra thì đó là cái, cô giới thiệu các con một số nội dung về an toàn, cơ bản về an toàn giao thông đường bộ. Còn những cái nội dung như là an toàn giao thông đường sắt, an toàn giao thông đường thủy, vân vân, do thời lượng có hạn nên là cô sẽ không trình bày ở đây, hẹn các con một cái dịp khác. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh với chủ đề an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Thì trường chúng ta ở cái chủ đề ở cái tiết hoạt động ngoài dân lên lớp vừa rồi á, chúng ta đã thực hiện là chủ đề này. Và cái chương trình này được thực hiện qua 5 bài, đã thực hiện từ năm học năm 2017-2018. Và trong học năm nay thì các lớp chúng ta sẽ thực hiện theo cái chủ đề này theo kế hoạch của nhà trường đề ra. Trên đây là một cái số nội dung tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ năm 2010-2008. Rất mong là các em phát huy ý thức và trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và cộng đồng. Vì nụ cười ngày mai. Xin cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh đã như đây đang nghe. Xin cảm ơn. Dạ em cảm ơn tiểu phẩm của lớp 63 và những cái nhắc nhở về an toàn giao thông của cô Sâm. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, thì trong những ngày qua các tỉnh miền Trung thì các bạn đã thấy là các tỉnh miền Trung chúng ta đang bị bão và lũ lụt ha, các ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Cho nên là với tinh thần lá lành đùm lá rách thì hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hôm nay trường Trung học cơ sở Đặng Thúc Vĩnh sẽ mở cuộc vận động quyên góp ủng hộ cho các tỉnh miền Trung. Chúng ta sẽ chung tay góp một chút sức cho người dân của tỉnh miền Trung ha. Đầu tiên các bạn nghèo mà có nhiều thì chúng ta sẽ góp nhiều, còn bạn nghèo mà có ít thì chúng ta sẽ góp ít ha. Để mở đầu cuộc vận động thì tôi sẽ quyên góp trước, được chưa? Hãy tính thôi. Rồi tiếp theo cô xin mời lớp 61. Chúng ta có quyên góp thì chúng ta lên nha. Lớp 61. Lớp 62 chúng ta lên luôn đi. Là lớp số 3 chúng ta có quyên góp không? Yeah.
Rồi lớp thứ tư chúng ta có quyên góp không các em? Có thì chúng ta lên nha. Chúng ta có nhiều thì chúng ta bỏ nhiều, có ít thì mình bỏ ít ha. Rồi cái thùng này cô sẽ để, chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày thứ tư. Cái thùng quyên góp này cô sẽ để ở ngay chỗ phòng y tế đó. Các bạn nào mà có muốn quyên góp thêm á thì chúng ta lại ngay chỗ cửa phòng y tế chúng ta bỏ vào ha. Rồi lớp số 5, lớp số 5 mình có quyên góp không mấy em? Có thì chúng ta lên nha. Chúng ta lên đại diện không? Lên đại diện thôi. Rồi chúng ta lên từ từ. Từ từ thôi. Từ từ xếp hàng, xếp hàng. Xếp hàng. Xếp hàng. Xếp hàng. Rồi các bạn chúng ta ổn định đi. Chưa nè, chưa, bạn đi đâu vậy? Rồi cô mời lớp 66. Lớp 66. Từ từ, có lớp nào thì lớp đó lên. Xếp hàng. Từ từ thôi, lên từ từ, lớp nào tới lớp nào thì lớp đó lên nha. Xếp hàng vô. Chưa nè. Nè nè, đứng xếp hàng vô, không có chen ngang. Lớp 66 rồi chưa? Rồi các bạn ngồi xuống đi, tới lớp mình thì lên. Rồi lớp 67. Lên từ từ thôi, xếp hàng vô. Xếp hàng vào, xếp hàng. Lớp 69 từ từ. Lớp 67. Lớp số 8. Từ từ, đi từ từ thôi. Xếp hàng từ từ các bạn ơi. Mình có nhiều thì mình để nhiều, mình có thì mình để ít ha. Vô chỗ ngồi đi. Đi vô chỗ ngồi, mẹ đó, ngồi xuống. Chứ chào nhiều 100.000 là biết mấy ngày ăn của tôi không? Không tiền mô la mì được không con? Hả? Không đóng tiền mô la mì được không? Được. Rồi các bạn về chỗ ngồi ổn định ha. Lớp 68 chúng ta còn không? Rồi cô mời lớp 69. Lớp 68 chúng ta ổn định, ngồi xuống đi các em. Chị này vô, chị này vô. Các em chúng ta ổn định đi. Cái thùng quyên góp này cô sẽ để ngay chỗ phòng y tế từ thứ
y tế bỏ tiền vào cái thùng á. Tiếp theo cô mời lớp số 10. Lớp số 10 chúng ta còn không? Rồi, cô mời lớp số 11. Rồi, lớp số 11 hết chưa? Rồi, cô mời lớp số 12. Các bạn bên đây chúng ta im lặng đi. Đây, được rồi, thấy lớp dưới lên. Rồi, cô mời lớp 6-13. Các bạn lớp 61, tất cả im lặng rồi chúng ta về lớp. Thầy cho 3 giây. 1 2 3 quay cảnh. Các bạn nghe rõ trời ta. Các bạn truyền ghế lên, dọn ghế cho thầy. Đúng. Các bạn cử bạn cất bản tên, cất ghế và đến phòng giám thị lấy sổ đầu bài.